nhận biết ba kiểu người cực mạnh nhưng lại ngụy trang che giấu năng lực. Người xuất chúng, tài giỏi vốn dĩ rất kiệm lời. Cái tài của người hiền ẩn trong hạt ngọc, không dễ dàng để người khác hiểu được. Ranh giới giữa người thông minh thật sự và người giả vờ thông minh cũng nằm ở đây. Một bên muốn che giấu và một bên muốn khoe ra. Biết cách ẩn mình sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn. Làm ăn sẽ thuận lợi hơn, sự nghiệp tăng tiến, gia đạo yên ấm hạnh phúc. Những người khôn ngoan thật sự là người biết che giấu bản thân để cuộc sống suôn sẻ hơn. Bởi thế, muốn làm nên việc lớn, nên biết che giấu sức mạnh, không ham cái mác thông minh, tài giỏi mà người khác gắn lên cho mình, cũng không thèm để ý đến cái danh tiếng ngốc nghếch, vô dụng mà người khác nghĩ về mình. Dưới đây là ba dấu hiệu nhận ra một người đang ẩn mình che giấu thực lực để làm nên việc lớn. 1. Bề ngoài hồ đồ, nhưng nội tâm sáng suốt. Khi một con sói hung hãn gặp phải đối thủ mạnh, nó sẽ không lập tức thể hiện dáng vẻ hung dữ của mình, mà ngược lại sẽ giả vờ sợ sệt, thậm chí là hoảng loạn. Mục đích là để khiến cho đối thủ mất khả năng phòng bị, đánh lạc hướng đối thủ rồi sau đó tìm cơ hội tấn công một đòn chí mạng. Giống như loài sói, những người đàn ông làm nên việc lớn, trông bề ngoài như ngốc nghếch, nhưng thực chất họ lại là những người trí tuệ và khiêm tốn nhất. Có một lời khuyên cuộc sống đơn giản như sau: hãy giữ 30% cảm giác thần bí về con người bạn. Đừng bao giờ thể hiện 100% bản thân mình với người khác. Tất nhiên, đây không phải là bảo chúng ta dùng chiêu trò tiểu xảo, mà là như thế sẽ khiến người khác tò mò với những năng lực bạn chưa thể hiện ra. Hãy biết cách che giấu trí thông minh của mình, và khi cần thiết sẽ chỉ bộc lộ bản thân vừa phải. Đây là đạo lý đầu tiên mà câu thành ngữ thâm tàng bất lộ nói với chúng ta. Thâm tàng bất lộ là những lời mà chỉ những người rất có khả năng mới đủ tư cách để nói ra. Nếu một người chẳng có năng lực gì, thì cái để bộc lộ ra cũng chẳng có bao nhiêu, nói chi đến việc che giấu. Vì vậy, trước khi che giấu khả năng, hãy nghĩ xem bạn đã đủ thâm sâu hay chưa. Nếu chưa đủ sâu, hãy thành thật là một người ngốc, nhìn xa trông rộng. Đừng giả vờ thông thái chỉ vì chút hư vinh trước mắt. Đừng vì hoàn cảnh hiện tại mà biên ra lời dối trá. Bởi vì một lời nói dối sẽ khiến bạn phải dùng cả ngàn lời nói dối khác để lấp vào. Trên thực tế, những người thành công thường là những người biết sống điệu thấp mình, không khoe khoang ta đây thông minh nhất. William Henry Harrison là tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ. Ông ấy sinh ra ở một thị trấn thuộc vùng sâu vùng xa. Khi còn nhỏ, nhìn bề ngoài, Harrison trông như một đứa trẻ ngốc, người khác đều gọi ông ấy là thằng ngốc hoặc đồ ngu. Những người lớn trong thị trấn thường dùng ông ấy để giải trí, làm thú vui hàng ngày. Mà một trong những cách họ thường dùng nhất chính là đưa cho ông chọn 2 đồng xu, một đồng mệnh giá 5 xu và đồng còn lại có mệnh giá 1 hào. Kết quả, lần nào Harrison cũng chỉ chọn đồng 5 xu. Điều đó chứng tỏ ông ấy thật ngốc. Sau này, người nhà Harrison mới hỏi ông ấy: "Con à, 1 hào sẽ đổi được đến 2 đồng 5 xu đó. Chuyện tính toán đơn giản như vậy mà chẳng lẽ con không biết hay sao?" "Dạ biết ạ." Harrison cười đáp, "nhưng nếu con chọn 1 hào, vậy thì chắc chắn sau này họ sẽ không bao giờ đem tiền đến cho con nữa." Cũng giống như Harrison, những người trông không thông minh hoặc thậm chí là ngu ngốc trong mắt những người bình thường, đôi khi lại chính là một nhân tài đáng giá. Họ rất mạnh, lại còn biết dùng cách ngụy trang để đánh lừa tất cả đối thủ khác. 2. Tiến mà không lùi, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này. Sói là loài rất thông minh, để sinh tồn, chúng có thể chiến đấu một cách hung hãn, thậm chí liều mạng đến chết. Đồng thời vì để sống còn, chúng cũng có những lúc phải rút lui. Tất nhiên chúng rút lui cũng vì có mục đích riêng, để tìm dịp phản công, chứ không phải hèn nhát mà tháo chạy. Có đôi khi, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến lên thêm được nhiều bước hơn. Không phải lúc nào cũng hùng dũng, cố chấp xông lên phía trước mới là anh hùng. Người có trí tuệ là người biết tiến biết lùi đúng lúc. Người làm được điều này mới là người có tầm nhìn và làm nên việc lớn. Có một câu chuyện kể thế này. Cách đây từ rất lâu, có hai người bạn cùng nhau ra ngoài làm việc. Họ đi vào một sa mạc. Mới vào sa mạc chưa được bao lâu, một người trong số họ phát hiện thời tiết bên trong sa mạc đột nhiên trở nên rất xấu. Nếu phải đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên, anh ta đã khuyên người kia: "Này cậu, tớ nghĩ lát nữa sắp có bão cát đến đấy. Hay là chúng ta quay về đường cũ trước, đợi qua một ngày hãy tiến vào sa mạc lại." Người còn lại nghe thế liền cố chấp nói: "Làm việc thì phải làm cho đến nơi đến chốn, sao có thể bỏ dở giữa chừng được. Đã chọn cái gì rồi thì phải dũng cảm mà đi tiếp." Vì bất đồng ý kiến, hai người đã chia tay nhau. Một người trở về, một người tiếp tục đi qua sa mạc. Kết quả thì có lẽ bạn đã đoán được rồi.
thanh niên cố chấp kia thì bị vùi thây nơi sa mạc, còn chàng trai trẻ quay về thì chọn một ngày đẹp trời khác mà băng qua sa mạc, thuận lợi thành công. Làm đến nơi đến chốn là câu nói ta thường hay nghe nhất, nhưng đàn ông muốn làm việc lớn, có đôi lúc nên cho bản thân một con đường lui. Nếu cứ cố chấp, đã biết nguy hiểm vẫn đâm đầu vào, vậy chỉ càng khiến bản thân lâm vào nghịch cảnh, một thân một mình, không ai cứu giúp. 3. Ẩn mình chờ thời trước, sau đó dùng một kích phản công. Khi một con sói mạnh mẽ muốn trở thành lãnh đạo của bầy, nó không thường lao đầu vào thách đấu trực tiếp với các đối thủ. Thay vào đó, nó tỏ ra kiên nhẫn, giữ bí mật về sức mạnh riêng và quan sát cách các đối thủ chiến đấu. Chỉ khi nào tự tin rằng mình có đủ khả năng và cơ hội chiến thắng, nó mới quyết đoán khiêu chiến. Từ xưa đến nay, bất kỳ người nào làm nên việc lớn cũng vậy, đều biết ẩn nhẫn, sống điệp thấp bản thân trước, sau đó mới chờ thời cơ phản kích. Bằng cách này, họ không chỉ có thể làm đối phương lơ là, thiếu cảnh giác, mà còn có thể thuận lợi xây dựng thế lực cho riêng mình dưới mắt những kẻ mạnh khác, đợi thời cơ đến liền phản công. Lùi một bước biển rộng trời cao, lúa càng chín càng cúi thấp đầu. Những người thực sự khôn ngoan là những người biết khiêm tốn điệu thấp, bởi họ biết rất rõ rằng trên đời chẳng có gì đáng để khoe khoang cả và cũng không có gì có thể cho ta dựa dẫm cả đời. Khiêm nhường và biết che giấu là cách sống khôn ngoan nhất. Họ ẩn mình đi cũng là cách tránh đi sự kiêu ngạo, bởi những người tài năng không bao giờ thiếu sự thông minh cơ trí. Điều duy nhất khiến họ thất bại chính là sự kiêu ngạo. Một khi kiêu ngạo, sẽ trở nên tự phụ, không bao giờ nghe lời khuyên cả người khác và từng bước đẩy mình vào cảnh bị cô lập khó thể tự bứt ra được. Người khôn ngoan không ham cái mác thông minh, thành công không thuộc về suy nghĩ của người khác mà nằm trong lối tư duy của chính bạn.